Xin chào các bạn, DTL Gaming đã trở lại rồi đây. Trong video trước, các bạn được biết qua về 4 class nhân vật và những hệ chức phát triển của chúng sau này. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn về đặc điểm, kỹ năng cùng với ưu nhược điểm của class chiến binh và hai chức nghiệp phát triển hiệp sĩ và cuồng chiến sĩ nhé. Lưu ý một chút là những ưu nhược điểm mình sẽ nêu ra ở đây chỉ thể hiện rõ nét nhất trong phó bản săn nguyên liệu chế độ ác mộng hay còn gọi là PvE và các chế độ PvP. Cùng bắt đầu thôi nào, let's go! Đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một số kỹ năng cơ bản chung của người chơi hệ chiến binh nhé. Mình sẽ thay đổi một số tên skin trong này để các bạn có thể dễ hình dung hơn. Đầu tiên là kỹ năng chém trên không, sau này mình sẽ gọi là combo chém. Là kỹ năng chém 3 phát liên tiếp và một hướng chỉ định. Kỹ năng phiến đá lửa hay còn gọi là đâm kiếm. Là sẽ đâm kiếm phóng tới một đoạn theo hướng chỉ định và gây sát thương trên đường. Kỹ năng kiếm liệt phong hay sẽ gọi là xoay kiếm. Cầm kiếm xoay một vòng và gây sát thương xung quanh. Kỹ năng mãnh hổ gầm hay sẽ thay thế bằng bộ choáng. Là nhảy lên đập kiếm vào một địa điểm chỉ định và gây choáng ở tại vùng đấy. Và kỹ năng thứ 5 là tiếng gầm bảo vệ, mình sẽ thay là khiêu khích và gây sát thương những mục tiêu xung quanh. Và giờ để hiểu rõ hơn về class hiệp sĩ và cuồng chiến sĩ, chúng ta sẽ làm một số sự so sánh dưới đây nhé. Đầu tiên là so sánh về các chỉ số. Hiệp sĩ thì hơn hẳn cuồng chiến sĩ về các chỉ số như là phòng thủ và máu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuồng chiến sĩ thì máu sẽ dấy. Vì đằng nào bạn cũng chuyển chức từ lớp chiến binh, lớp có chỉ số phòng thủ và máu cao nhất trong 4 class cơ bản cơ mà. Còn cuồng chiến sĩ thì lại nhỉnh hơn về mặt sát thương đầu ra do có chỉ số công kích cao hơn so với hiệp sĩ. Kèm theo đó bạn có thêm một chỉ số đó là miễn khống chế, giúp ngăn ngừa việc ngắt sát thương do choáng, đóng băng hay là khiêu khích. Tiếp theo là về kỹ năng. Kỹ năng của hiệp sĩ thì chuyên về chống chịu, bảo kê và khống chế như là khiêu khích và khiên choáng. Công việc của bạn rất đơn giản, chỉ là chọn chỗ nào đông người nhất, đông quá nhất và lao vào bằng đâm kiếm, bật khiêu khích lên để tất cả bọn chúng bao quanh lại bạn, sau đó dùng khiên choáng để khống chế. Và việc còn lại là đồng đội xả sát thương thôi. Bạn cũng thể bồi thêm bổ choáng để kéo dài chỗ khống chế của mình, hoặc xoay kiếm để hỗ trợ thêm sát thương cho đồng đội. Cùng với đó, nội tại quyết chiến giúp nhận thêm hiệu quả trị liệu tăng đến 20% khi còn dưới 25% máu. Với những kỹ năng này thì hiệp sĩ thực sự là một cỗ xe bọc thép hạng nặng, gần như không thể phá vỡ. Ngược lại thì những kỹ năng của cuồng chiến sĩ lại thiên về việc băm bổ lao vào gây một chuỗi sát thương dài không thể ngắt được. Với những kỹ năng như bá khí vô song là phiên bản nâng cấp của đâm kiếm, với sát thương lớn hơn và quãng đường di chuyển dài hơn, bạn có thể tiếp cận được sâu hơn vào trong lòng địch. Cú bổ cho tàn là phiên bản nâng cấp hơn của combo chém, là skin làm nên thương hiệu của class này với khả năng miễn nhiễm khống chế trong thời gian thi triển. Nội tại hung bạo của lớp người này cũng vô cùng bá đạo khi trong khoảng thời gian bạo kích, mỗi một cú tấn công thường hay kỹ năng trúng mục tiêu sẽ giảm thời gian hồi chiêu của cú bổ cho tàn đi 1 giây. Và nếu bạn biết cách combo thì bạn sẽ không khác gì một chiếc xe tăng càn quét chiến trường, chỉ có thể dừng lại khi đã hết máu. Chính vì sự bá đạo này mà nội tại đó lại đi kèm thêm một án phạt, đó là giảm vĩnh viễn 15 phòng thủ của bạn đi. Đúng rồi, hãy thử tưởng tượng xem nếu mà bạn vừa trâu vừa mạnh thì ai có thể cản được bạn chứ. Mỗi class đều có những kỹ năng thương hiệu của riêng mình, vậy ưu nhược điểm mà nó mang lại là gì? Về hiệp sĩ, ưu điểm của một hiệp sĩ được thể hiện rõ nhất trong chế độ PvE. Khi chỉ cần duy nhất một chiêu khiêu khích của bạn là tất cả quá trong bãi săn sẽ quay theo bạn và bơ đẹp đồng đội của bạn luôn, mặc cho họ có dây sát thương lớn như thế nào. Việc này thực sự rất tốt vì quái ở trong chế độ ác mộng có lượng sát thương cực kỳ đáng sợ. Những class máu dây khác chỉ cần không cẩn thận bị khoảng 2-3 con quái nhỏ vây khôi là cũng có thể bay nửa cây máu chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nhưng cùng với lượng sát thương đó thì nó lại chả nhằm nhò gì với bạn cả. Việc bảo vệ các sát thương chủ lực tránh cho họ phải lên bảng sớm là điều vô cùng cần thiết trong mỗi đợt đi phó bản. Chính vì thế bạn vô cùng quan trọng và luôn được chào đón trong các đợt săn phó bản độ khó cao. Và nếu tổ đội đó mà còn có thêm một thánh nữ thì không còn gì có thể phối hợp cả. Đó chính là một tổ đội tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, một ưu điểm không thể bỏ qua của hiệp sĩ là việc class này vô cùng dễ chơi. Tất cả những gì bạn phải làm đó là lao vào, khiêu khích và bật chế độ auto. Còn nhược điểm thì tuy nhiên trong chế độ PvP thì bạn hầu như chẳng khác gì một con creep máu trâu giáp to nhưng lại khá là vô hại. Tầm hoạt động của skin hiệp sĩ khá là ngắn, khiến cho việc áp sát những chủ lực của đối phương gần như là điều bất khả thi. Khi mà bạn lao lên bằng đâm kiếm thì đối phương chỉ cần lăn ra xa. Và khi bạn dùng nốt động tác lăn để tiếp cận đối phương thì đối phương chỉ cần đi bộ ra xa và xả skill lên bạn, thế là xong. Ác mộng của bạn trong những chế độ PvP không ai khác ngoài những pháp sư hệ băng, khi bạn sẽ gần như kẹt cứng trong những kỹ năng khống chế diện rộng của cô nàng này và biến thành bia tập bắn cho đối phương. Người mà các bạn có thể chạm tới và gây sát thương chỉ là những hiệp sĩ giống bạn hay là những cuồng chiến sĩ, và cùng lắm là những kẻ lỡ ngớ thuộc lớp nghề sát thủ mới vào nghề của đối phương mà thôi. Còn cuồng chiến sĩ thì sao? Khác với hiệp sĩ thì những sự kiện PvP mới là sân khấu dành cho bạn. Tiếp cận ư? Đâm kiếm phiên bản nâng cấp của bạn sẽ lo cho việc đó. Với tầm thi triển xa hơn và tốc độ cũng nhanh hơn sẽ khiến cho đối thủ của bạn không kịp trở tay.
Khống chế ư? Cú bổ cho tàn của bạn sẽ giải quyết tất cả. Bạn vừa có thời gian mất ngủ vì các pháp sư hệ băng khi đang là hiệp sĩ ư? Hãy chuyển sang cuồng chiến binh để lao vào và dạy cho họ biết ai mới là ngôi sao của sân chơi PvP này nào. Và đương nhiên rồi, nhược điểm của bạn bộc lộ rõ trong chế độ PvE ác mộng. Kháng khống chế ư? Lũ quái không thèm khống chế đâu. Chúng chỉ có những đòn đánh tay mà mỗi lần dính phải bạn sẽ cảm tưởng như vừa ăn một đấm của Saitama vậy. Tiếp cận nhanh hơn và xa hơn ư? Điều đó sẽ chỉ khiến bạn bị tách xa khỏi team hơn và chịu những thiệt hại trước khi cả đội có thể bắt kịp. Việc dàn trên không đủ cứng cáp và nằm xuống quá nhanh sẽ là thảm họa với toàn đội trong những lần đi săn phó bản. Và một nhược điểm chết người của cuồng chiến sĩ đó là khó chơi hơn người anh em ở nhánh hiệp sĩ bên kia khá nhiều. Cách để combo mượt mà, tận dụng nội tại và lượng nộ nhằm tối ưu hóa sát thương không hề dễ. Nếu không nắm rõ cách combo, cuồng chiến sĩ còn không thể đánh lại tay đôi được cả hiệp sĩ luôn. Trên đây là những phân tích của chúng mình về class chiến binh và hai lớp nghề phát triển của nó. Việc lựa chọn phát triển theo hướng nào hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bạn. Nếu bạn muốn bảo vệ đồng đội và tận hưởng những cuộc săn phó bản của một lối chơi đơn giản thì hiệp sĩ chính là lựa chọn tuyệt vời. Còn nếu bạn muốn thử thách bản thân, lao về phía trước, đánh bay những kẻ cản đường với lối chơi khá 50-50 thì còn chần chờ gì mà không chọn cuồng chiến sĩ và lao vào đấu trường PvP thôi nhỉ. Mong rằng các bạn sẽ có những lựa chọn phù hợp nhất đối với bản thân. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì vui lòng để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.